nguyên lai ta là tu tiên đại lão chấp 336. Cảm ơn thánh quân công đức, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương. Tiêu tán, không cần cảm ơn ta, các người xây dựng lại thiên cung, đây là phần thưởng vốn nên có được. Khụ khụ, à, ta hiểu rồi, cái gì? Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao cao nhân đoạt thiên đạo công đức lên người mình. Lẽ nào không phải do tự bảo vệ mình sao? Thiên Dương, thất muội trong thất tiên nữ, Tranh Y, nhị tỷ trong thất tiên nữ. Cao nhân thần thông quảng đại, cần gì tự bảo mình? Hắn rõ ràng là vì mọi người. Thông thiên tuyệt địa, thiên đạo ẩn tàng, công đức mãi mãi không tan. Cao nhân không nhìn nổi, vì để có thể phân phát công đức cho mọi người nên mới đoạt đi trước. Thì ra là vậy. Lý công tử, không cần nhiều lời, bọn ta đều hiểu. Lại hiểu cái gì? Lý công tử, ngài có thể ban công đức quý giá như vậy cho chúng ta, đây vốn là một chuyện rất hiếm có, bọn ta cảm ơn ngài là điều nên làm. À, thật ra, ta không phải muốn khoe khoang gì cả, chỉ là ta vừa rồi cảm ứng. Công đức này đối với ta mà nói căn bản không có tác dụng gì, cho dù phát ra, bên phía ta vẫn có thể tái sinh. Không bằng phát cho các người mỗi người một phần. Quá hung tàn, không vô lý. Cho dù là thánh nhân cũng phải dè sẻn thiên đạo công đức, vậy mà có thể tái sinh, thì ra, là sự yếu ớt đã hạn chế sức tưởng tượng của chúng ta. Cự linh thần, Thái Bạch Kim Tinh, Thánh Quân, ta cũng có thể có công đức sao? Úi! Loái sáng, cảm ơn Thánh Quân công đức. Ngươi tu sửa Nam Thiên Môn có công, không cần cảm ơn ta. Thực thần, tu sửa Nam Thiên Môn cũng tính ư. Biết sớm mình cũng đi tu sửa, đây thật sự là nhặt món hời miễn phí mà. Vậy tiên cung này của các người? Thánh Quân nói đùa rồi, đây là tiên cung của ngài, mời ngài. Ha ha ha, vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. He he he. Wow. Kiếp trước ai ai cũng theo đuổi nhà view hồ, nhà view biển. Vậy căn nhà này của mình chắc là nhà view ngân hà. Tuyệt quá. Xem ra mọi thứ thuận lợi, phủ đệ này đã tặng được. Ngọc Đế, danh hiệu thánh quân công đức này có thể phân phát công đức cho người khác ư? Chậc chậc, vấn đề này nàng vậy mà không nghĩ thông, ngộ tính mọi khi của nàng đi đâu hết rồi. Á, xem ra đạo hạnh của nàng vẫn không đủ, vậy mà mỉa mai ta. Bục, thánh quân công đức là danh hiệu chúng ta đặc biệt tạo ra cho cao nhân, trước kia chưa từng có, đương nhiên sẽ không có tác dụng đặc biệt gì cả. Cao nhân nói, công đức của mình không có lợi cho hắn, cảm thấy danh hiệu thánh quân công đức mình hữu danh vô thực, chả có tác dụng gì. Vương Mẫu thông minh. Vậy nên trên thực tế, công năng này thuần túy là bản thân cao nhân thiết lập thêm cho chính mình. Ngài nói quả thật, rất có lý. Cao nhân chắc rất hài lòng về danh hiệu Thánh Quân Công Đức và Công Đức Thánh Quân Điện. Nhưng hắn rất để ý bốn chữ danh chính ngôn thuận, vậy nên hắn mới nghĩ không thể để danh hiệu này hữu danh vô thực được. Không sai. Ta quen biết cao nhân đã lâu, biết rõ sở thích của cao nhân, chuyện này nhất định là như vậy, tuyệt đối sẽ không sai. Cao nhân làm việc đều dựa theo tâm ý nên thuận tay ban cho danh hiệu này một năng lực, đồng thời cũng coi như là phần thưởng cho bọn họ lấy lòng hắn. Vậy chúng ta càng nên cố gắng mới được. Không sai, việc xây dựng của thiên cung phải mau chóng đi vào chính quy. Cũng phải khiến tam giới mau chóng khôi phục trật tự, như vậy mới có thể khiến cao nhân càng thêm hài lòng. Thiên cung mới thành lập lại, còn rất nhiều việc cần làm, các vị nhất định phải cố gắng lên. Rõ. Bọn họ hình như đang chuyện gì đó rất vui vẻ. Chào mừng chủ nhân về nhà. Tiểu Bạch, sao trong nhà chỉ còn một mình ngươi? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.